Xin chào các bạn nội trợ thân mến, ngày hôm nay Như Tuyết sẽ giới thiệu cho các bạn nội trợ món gà kho sả. Nguyên liệu rất là đơn giản, gồm có gà, chúng ta rửa sạch và cắt miếng như thế này, và khoảng nửa chén sả bằm. Rồi bây giờ chúng ta cùng chế biến nha. Chúng ta chuẩn bị một cái nồi để cho nồi nóng lên. Bây giờ chúng ta cho một ít dầu ăn vào. Gà thì cũng có nhiều mỡ rồi cho nên chúng ta cho ít thôi để chúng ta cháy sả thôi. Chúng ta chờ cho dầu nóng và chúng ta cho sả vào. Và cháy và sả thơm lên các bạn. À, các bạn đã nghe mùi thơm chưa? Chúng ta để ý là khi cháy cho mùi thơm thôi, cũng không cần là cho, không cần phải cho cháy khác cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho thịt gà vào. Chúng ta sẽ cho bột đêm vào. Tiếp tục đảo lên. Thank you.
sau đó chúng ta cho nước vào. Chúng ta cho một ít bột cà ri nậy nha. Chúng ta chọn một cái bột cà ri nậy, mình cho một ít để cho màu của cái gà kho của chúng ta nó đẹp. Bỏ thêm một miếng nữa cho đẹp, màu nó chưa nổi nên bỏ thêm một miếng. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại và chờ cho thịt nó chín mềm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở nắp ra. Đó, kiểm tra xem là thịt chín ra như thế nào nha. Bởi vì con gà này là con gà mới đẻ các bạn, cho nên là chúng ta làm hơi lâu một xíu nữa cho nó ngon. Mình đem cho nó vừa ăn chưa nha. Mình theo mình hơi lạc xíu nên mình sẽ bỏ thêm một xíu nữa, một xíu thôi. Thêm một xíu bột ngọt nữa. Đó. Rồi chúng ta cùng đậy nắp lại và cùng hẹn giờ, hẹn thêm khoảng 7 phút nữa các bạn. 7 phút nữa chúng ta mở nắp ra ha. Thành phẩm cơm. Bây giờ chúng ta cùng mà xem coi là thịt đã chín chưa nha. Rồi. Nó bắt đầu nước nó cạn rồi đó các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhắc xuống nha để cùng thưởng thức bữa cơm với lại món gà kho sả.
chúng ta cùng múc thịt lên đĩa nha các bạn. Hãy bấm like, comment và subscribe kênh của mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.